Theo kế hoạch, trong tháng 1 này, thành phố Đà Nẵng sẽ triển khai tiêm mũi 3 cho 8.000 người, trong đó ưu tiên cho nhóm tuyến đầu chống dịch và nhóm nguy cơ cao, người lớn tuổi có bệnh nền suy giảm miễn dịch. Trong đợt tiêm chủng này, ngoài các điểm tiêm tập trung, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng cũng sẽ phân bổ vaccine về các bệnh viện, trung tâm y tế, tuyến quận, huyện để các đơn vị chủ động hoàn thành mũi 3 cho nhóm đối tượng theo quy định. Các điểm tiêm thực hiện tiêm theo khung giờ, hạn chế tập trung đông người và sẵn sàng trang thiết bị cấp cứu xử lý phản ứng sau tiêm.